Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Đây là sản phẩm bát tụ bảo đá mã não. Sản phẩm có kích thước dài 15, rộng 17, cao 14 cm. Khối lượng 1,2 kg. Quý anh chị có thể đặt sản phẩm trong phòng khách, trên bàn làm việc để trang trí và chiêu tài lộc. Trong tự nhiên, mã não có thể được hình thành từ nham thạch núi lửa nguội lạnh nhanh. Khi nham thạch núi lửa nguội lạnh nhanh, nó sẽ cuốn vào trong lòng rất nhiều loại tạp chất khác nhau như đất, đá, tro, bụi, cây cỏ. Các tạp chất này không kịp thoát ra sẽ tạo cho mã não những vân đá rất riêng biệt. Do mã não được hình thành khi nham thạch nguội lạnh nhanh nên một số trường hợp trong lòng khối mã não sẽ có khoảng rỗng do không khí không kịp thoát ra và nằm lại trong lòng đá. Ở vùng rỗng này đá có điều kiện kết tinh, hình thành một lớp thạch anh mỏng lấp lánh bám trên bề mặt, gọi là tinh đám thạch anh trên mã não. Lớp đá lấp lánh này nhìn rất giống châu báu trong lòng đá nên người ta thường bổ đôi để lộ phần lấp lánh ra ngoài, dùng làm vật phẩm chiêu tài lộc, gọi là bát tụ bảo. Để biết thêm thông tin về giá sản phẩm, quý anh chị vui lòng truy cập link về website Ngọc Thạch Thảo bên dưới phần mô tả.